Đây là bộ hát mà anh Nguyễn lắp cho bác đọc vào cho đồng la anh em nhé. Nhận rồi, 100 hơn 40 triệu này. 725 này. Một đôi 725 này. Một đôi súp 528 này, một cục đẩy. Motivity 41.300. Và một con vang số cao cấp S900 1 lít 55 con đồng. Còn linh hồn đang hát này. Sướng rồi đấy. Ở sân. Hát ngã phê phết nhỉ. Được đấy. Chơi được đấy. Giọng này được đấy. Hai bộ này. Toàn đại gia, khiếp đặc. Đại gia Lan này các bác nhá. Ổ đâu? Đúng cái độ không? Đúng cái độ hay không? Hả? Nó tổ à? Đúng cái độ nghe xưa không? Được rồi. Đấy, đúng cái độ đó khác. Tức là anh muốn nhại nhiều ít thì anh cứ thoải mái. Đấy, đúng cái độ. Đấy. Còn rú không? Làm gì còn rú nữa? Ừ, không có. Ok nhá.